Dạ rồi, Hải xin kính chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hải. Lời đầu tiên thì cho Hải cũng như anh Nhật xin kính chúc toàn thể cô chú anh chị và các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Tiếp tục video ngày hôm nay, Hải muốn cập nhật và chia sẻ gửi đến ông bà về cái tình hình sức khỏe của ông nội. Thì những video trước Hải cũng có chia sẻ rồi đó. Thì không biết rằng là ông nội đến thời điểm này bây giờ như thế nào là cái thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là khi mà Hải chia sẻ thông tin lên á thì nhận cũng rất là nhiều những ý kiến của quý ông bà, của chú anh chị đóng góp chia sẻ. Thì vẫn chưa biết được cái phương pháp mà để hỗ trợ giúp cho ông nội để khỏe hơn từng ngày. Thì cũng như video trước á cô Hải á, thì cô chú anh chị nào mà biết về cái phương pháp mà ông nội đang mắc bệnh á thì có thể comment ở phía bên dưới để cho Hải đọc, cũng như là bên phía của anh Nhật có thể vào trong kênh để đọc những cái comment đó để có cái hướng mà hỗ trợ, cũng như đưa ra cái liệu trình để nói chung là cho ông nội khỏe khỏe lên, vui chơi cùng với con cháu của mình. Chứ bây giờ hiện tại Hải thấy ông nội á nằm rất là mệt luôn, rất là yếu. Như lời của bà nội có nói anh Nhật là bây giờ ông chỉ còn có khoảng 17%. Là bao bao ngày qua là ông nội có ăn gì được không anh Nhật? Chúng ta không rạp ăn bình thường, ra nói chuyện bình thường mà đi sau đêm một cái ông xuống luôn, xuống dốc về luôn, tôi luôn xuống phát một luôn, Là từ cái xong rồi đi khám đúng không? đúng rồi đi khám Là không ăn, không ăn không uống, xong rồi bắt đầu là thấy tình hình xuống sức như vậy rồi ông đi khám. Là tức là ông nội mắc cái căn bệnh này là khoảng bao lâu rồi, anh còn nhớ không anh Nhật? lâu rồi, Là cụ thể thời gian đó là bao lâu rồi? 6 tháng rồi. là Lúc trước bệnh mới nhìn ông mới 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 xấu, là mới phát là hiện đây bị nha nha là nha liễu, mà trên à? khám là lòi ra thêm cái bị thận nữa. Tức là đầu tiên á là ông nội bị da liễu, xong rồi mới vô bệnh viện da liễu khám. Thì vô đó khám á thì mới đầu phát hiện ra là bị thận. Thận Là cụ thể là cái gì thận anh? suy thận nặng. Suy thận, suy đa cấp thận đúng không? Suy đa cấp thận thì mình có biết được là nó nằm ở giai đoạn nào không? Số 17 biết giờ mấy rồi, nặng như vậy đầu cuối Thì bây giờ là như anh Nhật nói đó cô chú anh chị, nó nằm ở cái số 17 thì mình hiểu được là mình hiểu được là cái tình cảm cũng như là cái sức khỏe của ông nội đó, đến thời điểm bây giờ là nó nằm ở cái giai đoạn mấy rồi. Mình không còn nói giai đoạn nữa, mình chỉ còn nói cái số 17 thôi. Sức khỏe của ông nội bây giờ chỉ còn là con số 17 thôi à. Là mình chỉ còn có trông chờ vào cái từng ngày. Hải không phải nói gỡ nhưng mà nó là sự thật. Bây giờ một người mà không thể nào mà mình sống trên cuộc đời này là để làm gì? Để làm vui tươi đúng không? Để ăn rồi mới để sống được. Nhưng bây giờ coi như ông nội hết vui rồi. Thấy ông nội mấy ngày trước còn rất là vui vẻ, hồn nhiên, nói cười rất là vui. Và đặc biệt một điều á là không biết anh Nhật còn nhớ không, cái hôm mà ông nội được nhuộm tóc lại của cô Diễm á, nhuộm cho cái tóc lại á, ông nội rất là vui, cười rồi nói rất là vui luôn, mấy ngày sau luôn. Hải xuống Hải gặp á, coi như lúc nào cũng vui cười hết. Nhưng mà con người mà mình đâu có biết trước được điều gì xảy ra đâu cô chú anh chị. Thì coi như đến thời điểm trực tiếp ngày hôm nay Hải có mặt ở đây á, là ông nội hết còn nói chuyện được rồi đó. Cảm giác là nó xuống một cái ực luôn, nó xuống giống như kiểu cảm giác như là bị tuột dốc mà không phanh vậy đó. Là cảm xúc nó bị tuột rồi, thần thái nó tuột, mọi thứ đều tuột hết. Và không dừng lại ở đó mà chính kể cả người con của ông nội tính là anh Nhật đây thì cảm xúc của anh cũng đang bị không phanh rớt dốc luôn. Anh có còn nhớ lại những cái kỷ niệm mà lúc của ông nội đã từng nói với anh không? Từng làm cho anh những cái điều gì không? chung thì cha mẹ thì nói chung rất còn rất nhiều chuyện, không bây giờ em giờ khổ gì đó chưa kịp hiểu cái dạo gì. Anh còn nhớ những cái điều gì mà ông nội làm cho mình lúc mà ông nội còn khỏe không anh Nhật? Chung sao giàu quá. Hãy đồng cảm với cái tâm trạng của anh Nhật hiện tại bây giờ. Ngoài mặt á, thực sự khi mà cô chú anh chị nhìn á, là anh Nhật rất là hiền, ít nói, rất là vui vẻ. Nhiều khi á, trong những video clip anh em cũng muốn ghẹo chọc cho anh Nhật vui thôi.
chứ cũng không có ý gì hết. Nó tại vì biết rằng á là anh đã buồn rồi, vợ đã bỏ đi, mình thì phải gồng gánh, sáng thì làm cha, chiều tối về thì phải làm mẹ, lo cho các con của mình. Điều đó là một cái điều nó rất là mệt mỏi. Trong cái mình đừng có nói là mình suy nghĩ nữa, không dám nghĩ tới luôn. Nhưng mà bây giờ ở chỗ của anh Nhật đây á, là phải hành động, phải hành động để chứng minh cái điều đó. Thì hãy thấy anh rất là mạnh mẽ. Nhưng mà lúc đầu á thì hãy xuống, hãy thấy anh rất là buồn, không có một cái gọi là cái sức sống gì hết. Nhưng mà được quý mạnh thường quân hỗ trợ á, thì anh lại có sức sống hơn. Nhưng mà niềm vui thì chưa được bao lâu hết. Mới hồi sớm mơi đây là coi như là hay thông tin là coi như là các con được đến trường, được cái sự hỗ trợ của một cô ở bên Mỹ là quý mạnh thường quân của chỗ có lực á, cũng đã hỗ trợ cho các con của anh Nhật đây về cái số tiền, tạo điều kiện hết mức luôn có thể để cho các con của anh đến trường để biết con chữ với người ta, để cho có anh Nhật đây được cái thời gian rảnh rỗi, thứ nhất là đi làm, thứ nhì nữa là về có thể nghỉ ngơi được trong giây lát để lấy được sức khỏe. Thì cũng mới vui đó, thì bây giờ lại nhận cái tin của ông nội thì thực sự là Hải cũng không biết nói thế nào nữa. Bây giờ cũng chỉ biết là khuyên anh Nhật cố gắng lên. Bây giờ dù gì đi chăng nữa, mình á cũng là con, tính ra là anh Nhật là con Út đúng không? Anh Nhật là con Út trong nhà. Thì bây giờ là anh cũng phải cố gắng gồng gánh lo cho ông nội nữa. Mà bây giờ em hỏi thiệt với anh nè, nếu mà ông nội còn cái phần trăm nào mà có thể hy vọng nữa không anh? Không. Ý là mình nói là còn nước thì còn tát á anh Nhật. Biết chàng vậy, cho gia cảnh vậy, đó là cái bệnh gì đó, thuộc dạng bà căn bệnh nhà giàu rồi. Chạy thân thì khỏe, không chạy thì mệt nằm hoài chung vậy. Tức là bây giờ là phải có một cái số tiền khá lớn. Phải nói là khá lớn đó chứ mình cũng chưa có hình dung được có số tiền bao nhiêu. Dữ lắm á. À, cô chú anh chị á mà có biết được về cái quy trình mà để trị bệnh cho cái người bị sỏi thận á, mà nó là dạng giống như là dạng nặng luôn rồi, chỉ còn có khoảng 17% thôi, thì cô chú anh chị có thể gọi trực tiếp qua cho Hải hoặc là comment ở phía dưới video này để có được cái phương pháp nào đó hoặc là cái công thức nào đó để có thể hỗ trợ giúp cho ông nội khỏe lại để sống lâu với các cháu cũng như sống lâu với những đứa con của mình. Chứ ông nội bây giờ thì sự là Hải nhìn thấy mà Hải muốn rơi nước mắt luôn, rất là buồn. Mà chưa dừng lại đó, bà nội nữa, bà nội cũng rất là buồn luôn. Thấy anh em ghi hình thì ở ngoài thì vui cười để nói chuyện vậy thôi, nhưng mà khi mà anh em không có ghi hình nữa thì cái cảm xúc của bà nội cũng không khác gì cảm xúc của anh Nhật đây, đăm chiêu buồn. Vừa mới vui đó lại buồn đó. Thật sự là mình cũng không thể nào mà mình nói trước được cái chuyện gì nó xảy ra nữa. Bây giờ anh Nhật có nói gì không anh Nhật? Hiện tại bây giờ anh có nói gì không? Giờ biết nói gì giờ, buồn với bà giờ biết nói gì luôn. Giờ anh Nhật ở nhà thì anh Nhật có cái phương pháp nào để giúp cho ông nội khỏe hơn không anh Nhật? Ở trong nhà thì ông trước em sao cũng như tối lên xuống xăm chừng không gì nọ, và mới sốt ha là bị coi sao lên xuống coi chứ. Chứ em cũng đâu lo mà thấy là khả năng mà lo toàn diện được thì cũng đúng, tại vì lo gì mặt tinh thần với lo cho cái thôi chứ tiền thứ gì em cũng đang nhờ sống trên đồng tiền của mà cô chú mạnh thường quân thôi chứ không có cái gì gọi là lớn lao. Một khả năng là lo cho cha em được mà dạng như là toàn luôn như là trọn vẹn được. Thì bây giờ là mỗi lần mà đi chạy thần á là tốn ít nhất gì á, một lần chạy cũng phải 600 hoặc trên 600 ngàn cho một lần chạy, mà trung bình á một tuần á là chạy 3 lần đó, là thấy là một số tiền nó không hề nhỏ rồi. Mà muốn kéo dài cái sự sống cho ông nội á là phải chạy thường xuyên.
Vậy nên lúc đầu Hải cũng có nói á, là ông nội mắc vợ cái căn bệnh là căn bệnh nhà giàu. Đó là đúng là căn bệnh nhà giàu luôn anh Nhật. Tôi nói là mình làm, thà rằng mình có của ăn của để á, thì những cái việc này nó mình có thể gồng gánh được. Nhưng bây giờ coi như á, là anh Nhật đây, tuy rằng là con út, còn những người anh em khác nữa, nhưng mà gia đình bây giờ coi như là thiếu trước hụt sau, anh em ai cũng khó khăn hết trơn á. Giờ cũng ai cũng chạy đi lo từng bữa hết. Chính cái người chị của anh Nhật đây là chị thứ mấy anh? Năm. À chị Năm. Tức là chị Năm đó là phải đi vay mượn tiền để lo chạy thuốc men, là đưa ông nội đi khám bệnh. Trời, phải vay tiền luôn. Sau này thì mấy anh em là có nhiêu hùng ngạp là trả chứ đâu phải. Không, vấn đề đó thì em biết rồi. Thì anh em mình mà thì đối với cha với mẹ thì đâu có ai tính toán đâu. Đúng rồi. Đó thì mà bây giờ đó là mình đang khó khăn. Anh em ai cũng khổ hơn. Mình đang khó khăn á. Thì mỗi người gánh hùng gánh vô để giúp đỡ. Thì mình cũng như là gánh nhường bước mới chia sẻ bước với nhau đâu. Giống như là mình nghĩ đến cái tình thương. Mà em nói thiệt chứ là em mà có thì em trả hết luôn chứ cũng không được. Tại em quá khổ. Dạ. Năm quay em còn 5 đứa nhỏ. Dạ. Giống như em nói á, là cha mẹ nuôi mình từ nhỏ đến lớn đâu có kể ngày kể tháng đâu. Đúng rồi. Không có kể bất cứ một cái gì hết. Đó. Đến thời điểm bây giờ là cha của anh Nhật bị cái vì căn bệnh này, thì đến phần làm con thì không thể nào mà tính toán được với cha mẹ được. Thì bây giờ anh chị em có được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, thì giúp cho ông khỏe lại. Rồi nếu mà được cái sự hỗ trợ của quý ông bà, quý mạnh thường quân, mà khi mà xem được video clip của Hải hoặc là bên chỗ của anh Lực mà có hỗ trợ giúp đỡ được cho gia đình của anh Nhật, thì được bao nhiêu mình hay bấy nhiêu ha anh Nhật ha. Tại vì thực sự là đang cũng hỗ trợ giúp cho anh Nhật bên phía của anh Nhật thôi. Thì cô chú anh chị thật sự là cũng nói đi nói lại rất là nhiều. Thì Hải cũng không muốn nhắc lại cái câu chuyện mà kêu là ngưng cái câu chuyện của anh Nhật lại. Nhưng mà coi như là bây giờ là mình không cập nhật cái thông tin của bên anh Nhật nữa. Thì vừa anh em cũng tính là sẽ làm xong những cái nhà vệ sinh, nhà bếp, rồi đưa chắc cháu đi học. Rồi thì sẽ có cái hướng khác để hướng cho anh Nhật đi làm. Rồi là để cho anh Nhật có được cái cần câu đó, để cho Nhật tự đi kiếm cơm về nuôi cho các con. Nhưng mà chưa gì hết trơn á, là bây giờ đùng ra cái thông tin này, thực sự là quá trời là bất ngờ. Đối với Hải thì Hải rất là bất ngờ luôn. Mình đâu có ngờ đâu cô chú anh chị à. Có người thật sự á, vui vẻ đó, khỏe mạnh đó, đùng cái giờ ngã quỵ luôn. Hay là gặp anh sớm. Dạ. Gặp anh trẻ tới giờ mà em chưa gặp anh gì vô. Giờ này ổng vậy chắc có lẽ em không được bình thường luôn. Dạ, em hiểu được ý của anh Nhật nói. Tức là cái thời điểm mà vợ bỏ đi là một cú sốc tinh thần rất là lớn rồi. Cái thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là hay cái tin mà của cha như vậy nữa. Thì ai mà chịu nổi. Đúng không anh? Hãy hiểu mà. Hãy hiểu được điều đó. Hãy biết. Thôi dù gì cũng cố gắng lên anh. Mình là đàn ông thanh niên. Cố gắng. Mình phải cố gắng lên. Lo trong nhà, trước tiên á, là anh á, là trụ cột chính cho cái gia đình nhỏ của anh. Anh làm cha của 5 đứa bé rồi. Thì phải cố gắng lên. Cho dù mình có gục ngã đi nữa, mình cũng phải cố gắng vượng lên. Mình bám víu được chỗ nào đó, mình cũng phải bám víu. Có bây giờ em nói thiệt, mình làm cái công việc gì đó, có tiền là được. Đừng để cho nó phạm pháp thôi. Có tiền là được, là để mình lo trước là cho các con của mình, sau đó này còn dư lại chút đỉnh á thì lo cho cha mẹ. Tại vì mấy đứa nhỏ bây giờ á không ai lo hết rồi, mẹ coi như là bỏ đi, coi như là đến thời điểm mà tận đến bây giờ luôn nè, là mẹ không có bất cứ một cái liên hệ nào, liên lạc gì về hỏi thăm các con của mình hết trơn á. Không biết là tụi nó ăn uống ngủ nghỉ ra sao, coi như là bỏ mặc luôn. Hãy càng nhắc đến từ hình như là cũng gần hơn nửa tháng nay là câu chuyện chia sẻ lên là Hải không có đề cập đến người vợ của anh Nhật rồi đó. Hải không muốn đề cập tới. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ là Hải không thể nào mà không nói được của chú anh chị à. Giờ quay lại cam âm nè. Cái gương mặt bây giờ của anh Nhật nè. Thật sự là rất là thất thần luôn.
hay cái tin của người cha của mình như vậy là thì sợ đây cá nhân của Hải, Hải đến đây á là cũng gần hơn một tháng trời rồi để cập nhật cái thông tin gia đình của anh Nhật chia sẻ gửi đến cho quý ông bà, cô dì chú bác anh chị. Và đến thời điểm bây giờ thì mọi việc nó không như là mình nghĩ anh Nhật. Em cứ nghĩ rằng là anh sẽ có một cái cuộc sống khác, cũng như là có một cái sự thay đổi nó được tích cực hơn. Nhưng mà đến chiều ngày hôm nay ghé vô lại thì hay như tin như vậy thì thực sự là rất là chạnh lòng. Rồi bây giờ là coi như là mình có thể cho ông ăn cháo được không anh? Cháo được chứ bác sĩ, không kiên cử ăn việc nhiều lắm, không ăn được gì với ăn cháo thôi. Là coi như là vẫn ăn cháo được à, không có ăn cơm. Không ăn cơm, không ăn thịt cá đâu được. Chung là cử rất nhiều thứ. À là phải cử kiêng luôn. Ăn cháo thôi. À. Thời gian này ăn cháo thôi. Không, em nói anh như thế này. Cái câu này nó thật. Nhưng mà em sợ anh buồn thôi. Nhưng mà nói thế này là bác sĩ, tuy rằng bác sĩ nói rằng là bác sĩ chê rồi. Nhưng mà vẫn có khả năng là cho ăn mà theo đúng cái liều lượng á. Hạn chế những cái mà thức ăn nó không tốt cho sức khỏe á, thì vẫn còn được nghe. Cũng còn có cơ hội đó, em nói thiệt. Còn nếu như khi mà bác sĩ chê mà trả về rồi á, mà nói rằng gia đình ông muốn ăn cái gì á thì gia đình cứ cho ông ăn đi, thì cái câu nói đó là nó hơi mệt với mình á. Cái đó em nói thiệt, nó hơi mệt. Và không biết rằng là cô chú anh chị trên này á có phương pháp nào á thì comment ở phía dưới nha. Thì sự Hải cũng rất là rối, cũng như anh Nhật đây không biết cách nào hết trơn á. Không biết là cái thuốc nhân gian hay là gì, ông ăn nổi không cho mà ông nổi sao mua cho ông ăn được. Nhiều khi là tâm lý không anh? Phải là tâm lý không? Nhiều khi ông nội ông buồn á, tâm lý của ông nội buồn là ông nội không muốn ăn á. Chứ nhiều khi ông nội cũng muốn ăn á chứ. Tại em nghĩ là mới phát hiện ra đây mà, mới có 6-7 tháng đây chứ mấy. Mà giờ xong rồi nó chuyển nặng dữ vậy. Nó xuống không phanh luôn á chứ. Xuống dốc ở đó mập lắm, giờ không xuống một nốt một luôn. Rồi bây giờ coi như là không ăn mà uống được. Xuống rồi này chắc khó lên lắm. Mà em nói anh nghe cái vấn đề mà coi như sức khỏe con người mình á, sống là để ăn, mà sống mà không ăn được mà chỉ uống thôi á là rất là nguy hiểm luôn. Đất ơi. Xong đi khám bệnh mà để bác sĩ mà lên tiếng chê là có gì thu. Chê luôn. Rồi coi như là bây giờ là có cho thuốc men gì uống không anh? Có, sáng đi khám đi đó, dẫn khám cũng mấy triệu thuốc rồi. Là mấy triệu luôn nữa hả? Trời đất ơi, làm ngày có bao nhiêu tiền đâu bây giờ. Giờ coi như là phải mấy triệu bạc như vậy. Chứ mà không phải người em cũng, và cũng bà chị chảnh, mấy anh em cũng người ít vô rồi đó. Có nhiêu rồi đó. Em biết là như vậy, nhưng mà bây giờ là coi như là tiền bạc đi làm nó cũng khó khăn. Mới kiếm từng đồng từng cắt. Mình đâu cũng không dễ kiếm đâu. Dùng đồng quê kiếm tiền khó lắm. Đúng rồi, chứ bây giờ thay vì á là ở dưới quê mà mùa mưa á thì mình còn có thể đi ra cắm ếch, mùa mưa cắm cá đồ, bắt này bắt kia rồi. Mà mùa mưa là khổ, sợ tốn đồ ăn. Mình chỉ lo gạo thôi. Nhưng còn bây giờ là tháng nắng nè. Tháng nắng thế này á là mình đi chạy đi kiếm đồ ăn đồ này nọ nó cũng cao vấn đề. Gạo thì cũng khó nữa. Kiếm đủ thứ hết trơn luôn. Mà bây giờ là thêm cái sự việc này nữa, quá trời quá đất luôn. Thì qua cái video trò chuyện của Hải với anh Nhật đây thì cũng mong rằng là bên phía của quý ông bà cô chú mình á có cái hướng hỗ trợ cũng như giúp đỡ được phần nào về gia đình của anh Nhật. Thì thực sự lúc đầu là Hải kêu gọi cô chú anh chị để giúp đỡ cho hoàn cảnh của anh Nhật, Nhật năm con giờ bỏ đi, nhưng mà bây giờ thì chuyển sang cái của ông nội thì cái nghèo đã nghèo rồi mà gặp cái eo cái khổ nó đeo bám như thế này thì sự là ai cũng không biết nói như thế nào, dùng cái lời lẽ nào để chỉ biết rằng là khuyên anh Nhật là cố gắng lên anh. Rồi thì em nghĩ là mọi chuyện nó sẽ qua, nó sẽ ổn. Mình là người đàn ông trụ cột trong nhà, phải mạnh mẽ lên. Dù là có chuyện gì không may xảy ra đi chăng nữa thì mình cũng là cái người trụ cột chính trong nhà,
hãy làm điểm tựa cho các con, làm điểm tựa cho người mẹ của mình nha anh. Mình đừng có gục ngã, mạnh mẽ lên. Sức khỏe của anh hiện tại bây giờ là quan trọng nhất, để thứ lo cho các con. Sau này coi như là bữa hai nữa là các bé đi học nè. Đó, anh mà ngã quỵ là không được nha. Anh phải mạnh mẽ lên, lo để lo cho các bé nè. Rồi xong còn phải đi làm. Đi làm rồi về rồi, coi như là phải lo cho ông nội nữa. Làm chỗ dựa tinh thần cho ông, động viên ông. Giúp cho ông. À, cái chỗ cánh cửa đó coi như là anh thiết kế xong anh mở được anh. Cánh cửa thì sao bên hông á, ở chỗ tivi á, tủ lạnh á. Cửa đó mở bình thường mà. Ông thiết kế làm sao anh mở á, chỗ anh mở á. Được, được. Chỗ anh mở nha. Để nhiều khi anh dễ qua chứ nhiều khi ông nội khóa cái kia. Mình giúp cha rồi, nó mở đẩy vô cái được. Thì nói chung là sợ mấy đứa nhỏ lên làm ồn ông á, nghỉ ngơi á thì mình làm cái đồ mở mà cao cao lên xíu. Cho mấy đứa nhỏ nó không có giới tới. Đó. Chứ ban đêm ban hôm mà nhiều khi cũng khó nói lắm. Ông cũng đang mắc bệnh nữa. Thì có anh là ở dưới đằng sau nhà của ông nội thì có cánh cửa là ngăn cách đó, thì giờ thiết kế lại để anh có thể nhiều khi là em giật mình dậy anh chứ ngủ cũng phi lắm. Còn nhiều khi là giống như mình ngủ được giấc rồi mà mình giật mình dậy á, không ngủ lừa được luôn. Giật mình dậy cái là mình mở cửa mình qua mình coi ông như thế nào ha. 3-4 tháng nay không khi nào ngày nào được ngủ mà em ngon giấc luôn. Thì 3-4 tháng nay em hiểu được là anh tại sao anh ngủ không ngon giấc. Con cái khóc ngoeo ngoeo bệnh đòi mẹ, còn mẹ thì coi như là không quan tâm, vứt bỏ được coi như là ra đi một nước nhưng không quánh mặt lại luôn. Xong rồi bây giờ là tới ông nội nữa. Ôi trời ơi, mọi cái sự đau khổ sao mà nó cứ dồn nhập vào gia đình của anh Nhật mà ngay lúc này không biết. Niềm vui thì chưa được bao lâu. Khổ. Khổ gặp cái nghèo nữa. Nó đeo bám thế này. Bây giờ đi tút lại giấy đẹp trai đi. Tôi không lỏng. Giờ gẹo cho anh Nhật vui cũng không nổi rồi của chú anh chị à. Anh quá buồn rồi. Hãy cố gắng lên anh. Giờ Hải cũng chỉ biết khuyên anh thôi. Và cũng mong rằng là bên có được cái sự hỗ trợ của quý ông bà đồng hành cùng với Hải trong suốt những cái cuộc hành trình vừa qua về câu chuyện của anh Nhật năm con. Thì có thể tiếp thêm cái niềm động lực tinh thần cho anh Nhật làm trụ cột để anh đừng có lo lắng gì nhiều hết. Thì cô chú anh chị có những cái phương pháp nào trị được cái căn bệnh sỏi thận ha, bệ thận, yếu thận, suy thận á, suy thận cấp, suy thận cấp là mình ở đây mình không còn nói giai đoạn nữa, nhưng mà mình chỉ có thể nói là còn có 17% thôi, là nói như vậy thì cô chú anh chị mình đã hiểu rồi. Thì có cái phương pháp nào mà có thể khắc chế được hoặc là làm cho nó chậm cái thời gian lại á, thì cô chú anh chị mình để lại comment ở phía dưới video cũng như là gọi điện thoại về cho Hải để tư vấn cho Hải hoặc là có thể hỗ trợ giúp cho anh Nhật, thì điều đó nó rất là tốt luôn. Và một lần nữa thì Hải cũng như anh Nhật xin kính chào toàn thể cô chú anh chị mình. Đây là cái video mà để cập nhật nhanh và xác thực nhất, chia sẻ từ phía của gia đình về cái quá trình mà căn bệnh của ông nội là cha của anh Nhật đây. Rồi, một lần nữa thì Hải chân thành cảm ơn ông bà mình rất là nhiều. Xin kính chào toàn thể của chú anh chị và hẹn cô chú anh chị mình lại ở những video clip sau. Hiện tại bây giờ là anh Nhật, anh rất là tâm trạng rồi, anh rất là buồn rồi. Không còn biết nói thế nào nữa rồi. Thôi Hải xin chào, hẹn gặp lại cả nhà. Xin chào, bye bye.